Chiều ngày 11 tháng 4, triển lãm Màu tình yêu giữa Ấn Độ, Việt Nam đã được khai mạc tại Hà Nội. 69 tác phẩm của 57 nghệ sĩ từ các vùng miền khác nhau ở Ấn Độ đã mang đến cái nhìn đa dạng về thiên nhiên, văn hóa và con người Ấn Độ. Từ những tác phẩm về đề tài Phật giáo hay những nét hoa văn quen thuộc trong các gia đình Ấn Độ, các tác phẩm có mặt trong triển lãm phần nào giúp người xem hiểu hơn về đời sống, văn hóa tinh thần cũng như những sinh hoạt thường nhật của quốc gia này. Mục đích triển lãm là trao đổi nghệ thuật, văn hóa giữa Việt Nam và Ấn Độ. Người Việt Nam hiểu về nghệ thuật, người Việt Nam cũng rất cởi mở trong mối quan hệ với các nước khác. Đó là lý do tôi có mặt ở đây. Cách thể hiện thì đúng là nó cũng có những cái đặc trưng của cách suy nghĩ của các nghệ sĩ Ấn Độ. Nghệ thuật Ấn Độ hiện nay đang trong giai đoạn sôi nổi nhất khi các họa sĩ Ấn Độ làm giàu cho nghệ thuật của mình với nhiều thử nghiệm mới mẻ. Triển lãm Màu tình yêu giữa Ấn Độ-Việt Nam sẽ còn kéo dài đến ngày 17 tháng 4 tại 29 Hàng Bài, Hà Nội.